Xin chào tất cả mọi người, chào các bạn. Ngày hôm nay Nguyên rất là vui khi giới thiệu với mọi người về một trường hợp giảm mỡ thành công của một bạn khách hàng còn khá là trẻ. Em gái của mình ngày hôm trước khi mà đến với viện thẩm mỹ Korea thì bạn ý đã là hơn 80kg. Và sau suốt quá trình chị Nguyên đi cùng với bạn ý thì bạn ý đã giảm được tới 18kg. Và ngày hôm nay thì rất là vui khi bạn đã tự tin hơn, bạn đã hài lòng về cái vóc dáng của mình. Cho nên là bạn ý đồng ý chia sẻ với khán giả của viện thẩm mỹ Korea về cái kết quả giảm mỡ của bạn ý. Và ngày hôm nay Lệ Tân ơi, em hãy đưa bạn Dương ra đây với chị được không? Chị ạ. Không phải ngại, đi ra đây đứng ở đây với chị. Đây là bạn Dung, khách hàng của viện thẩm mỹ Korea. Ngày đầu tiên khi đến với Korea thì Dung có thể chia sẻ với khán giả là trước khi đến với viện thẩm mỹ Korea thì lúc đó cái tình trạng cân nặng của em như thế nào, và sau cái liệu trình làm giảm béo đến bây giờ là em thấy cái cơ thể mình thay đổi ra sao? Trước khi đến đây thì em thường cân và thừa cân rất là nhiều, 80 cân thì Ban đầu là bạn ấy đến với viện thẩm mỹ Korea, em có thể giới thiệu là em tên là gì và em ở đâu? Em đến ban đầu đến với Korea là em bao nhiêu cân và bây giờ em giảm còn bao nhiêu cân? Dạ, em tên là Nguyễn Phương Dung, em đến từ Bắc Ninh. Trước khi đến Korea thì em nặng 80.3kg và đến bây giờ sau khi trải qua quá trình giảm cân ở Korea thì em còn 62kg, em đã giảm được 18 cân. 18kg và cái cơ thể của bạn ý bây giờ mọi người thấy là cái sự thay đổi của bạn ý rất là lớn. Và em có thể chia sẻ là trước khi tìm đến viện thẩm mỹ Korea thì em và mẹ cũng đã trải qua những cái quá trình làm giảm mỡ như thế nào và thành công không thành công ra sao? Em đã thử ăn kiêng với cả uống thuốc giảm cân nhưng mà hầu như là chỉ có tác dụng trong vòng thời gian ngắn, nhưng sau lại tăng cân lên rất là nhiều khi mình dừng cái quá trình đấy. Không tác dụng được lâu dài ạ, cơ thể rất là mệt mỏi ạ. Thế còn ngày đầu thì chị còn nhớ là mẹ của Dung có chia sẻ và có nói rằng là hai mẹ con cũng đã từng đi đến một cái viện thẩm mỹ khác đúng không? Dạ. Đến viện thẩm mỹ khác cũng làm dịch vụ giảm béo toàn thân nhưng mà không có kết quả. Dạ vâng, rồi đấy đến hả? Thì em cũng bỏ ra số tiền khá là lớn để giảm béo cho cả hai mẹ con nhưng mà họ làm không có tâm, cũng như là mẹ với em tốn tiền nhưng cũng không có được kết quả như mong muốn. Thế là đã thất bại từ thuốc giảm cân, rồi từ nhịn ăn, rồi cảm thấy rất mệt mỏi. Thì khi tìm đến viện thẩm mỹ thì lại đi tìm vào một viện thẩm mỹ không uy tín và cũng mất một khoản tiền rất lớn, hai mẹ con làm dịch vụ nhưng không có hiệu quả. Và khi đến với viện thẩm mỹ Korea thì chị nhớ là mẹ có chia sẻ là có một bạn của mẹ đúng không? Bạn của mẹ là đã làm ở Korea rồi và lúc đó là mới dẫn em qua đây làm, đúng không? Em có thể chia sẻ với khán giả của viện thẩm mỹ Korea về cái quá trình đào thải của mình và cái tốc độ giảm cân của mình như nào? Đào thải thì ngay từ ngày hôm thứ hai sau khi từ Korea trở về thì em đã có hiện tượng đào thải và sau khi được 2 tuần thì đào thải của em ngày càng nhiều lên ạ và liên tục luôn ạ. Nói chung ngày nào cũng đào thải. Thế là ngày nào cũng đào thải? Vâng, một tuần em trung bình là giảm trung bình một tuần một cân. Đây là một con số rất là thay đổi rất là lớn. Và bản thân khi mà cái ngày đầu tiên mà em đến với viện thẩm mỹ Korea, có bao giờ em Dung nghĩ rằng là mình đến với Korea mình có thể giảm được cái số lượng cân như thế này không ạ? Dạ không ạ. Thực ra ngay từ ban đầu đến viện thẩm mỹ Korea thì cũng không nghĩ là mình có thể giảm được cân như thế này đúng không? Dạ, em nghĩ em chỉ giảm được 5 cân 6 cân nhiều lắm. Ôi giời. Thực ra là cái mục tiêu của mẹ em ấy đưa ra là nó lớn hơn em rất nhiều. Mẹ thì con gái thì bảo là em nghĩ là chỉ 5-6 cân thôi đã là nhiều lắm rồi. Thế nhưng bây giờ thì em đã thấy là khi em đã giảm 18kg rồi, nhưng bản thân như ngày hôm nay em vừa chia sẻ với chị, em vẫn mong muốn giảm thêm đúng không? Dạ vẫn mong muốn giảm thêm. Vẫn giảm thêm khoảng 2-5kg nữa nhá. Chắc chắn là với cơ thể này của bạn ấy vẫn còn tiếp tục đào thải và Korea vẫn tiếp tục hỗ trợ cho bạn ấy làm sao để bạn ấy đạt được cái mức độ cân nặng giảm tốt nhất. Đấy. Thì hiện tại đến bây giờ em có chia sẻ muốn nói một lời nào với tất cả những khán giả của viện thẩm mỹ Korea?
tiên là em rất là cảm ơn bệnh viện Ikura đã hỗ trợ em giảm cân cũng như là cho em tự tin hơn là bản thân mình. Và em cũng mong rằng bệnh viện Ikura sẽ hỗ trợ em tiếp tục giảm cân nữa, và em có mong muốn là mình sẽ giảm được thêm 18 cân nữa, mới thêm được khoảng 5 kg nữa, và khả năng cơ thể này của chị Nguyên vẫn còn đánh giá là còn giảm được nữa. Thì chắc chắn là chị sẽ hỗ trợ cùng đi cùng với em tiếp tục để làm sao mà mình mặc hiệu quả tốt nhất nhá. Cảm ơn em rất nhiều, gái xinh.